không mang vòng hoa trái cây tới lễ viếng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ mang căn cước. Bà con nhân dân thân mến tại Hà Nội trong hai ngày quốc tang 25 và 26 tháng 7 khi đến viếng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân cần mang một số giấy tờ như thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNIID. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không mang vòng hoa trái cây tới lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy người dân có thể tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào khung giờ nào? Hãy cùng chúng tôi theo dõi. Hà Nội yêu cầu những gì khi đến lễ viếng? Chỉ huy phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Hà Nội cho biết, để bảo đảm an ninh an toàn lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đơn vị đã tham mưu báo cáo ban giám đốc công an thành phố việc bố trí thiết bị quét mã qr trên thẻ căn cước căn cước công dân gắn chip và ứng dụng vneid theo đó công dân vào viếng tổng bí thư nguyễn phú trọng cần mang theo thẻ căn cước căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng vneid để thực hiện việc quét mã qr khi qua các chốt kiểm soát Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, Công an huyện Đông Anh bố trí 7 điểm quét mã QR tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng và một điểm tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, quê nhà của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, có 4 điểm cần lưu ý. Một, người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNEID. Hai, người dân có thể đến viếng theo đoàn hoặc đăng ký riêng lẻ sẽ được ban tổ chức sắp xếp trẻ em có thể đi cùng người lớn đến viếng. 3. Không mang hương hoa. 4. Mặc trang phục, màng trắng đen. Nếu bà con không thể sắp xếp hoặc chưa có điều kiện đến viếng trực tiếp tại ba địa điểm trên, có thể xem từng thuật trực tiếp lễ quốc tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện chương trình đặc biệt với chủ đề Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người của nhân dân, người của lịch sử trên kênh VTV. Thời gian tường thuật trực tiếp từ 6 giờ 50 phút đến 9 giờ 15 phút ngày 25 tháng 7, tường thuật trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chương trình đặc biệt với chủ đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người của nhân dân, người của lịch sử. Từ 12 giờ 50 phút đến 16 giờ ngày 26 tháng 7, tường thuật trực tiếp lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đài Phát thanh Truyền hình của 63 tỉnh thành phố tiếp sóng các buổi tường thuật trong hai ngày quốc tang. Người dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ cần mang theo căn cước Chính quyền thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân đến viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội trường thống nhất trong thời gian diễn ra tang lễ vào 2 ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2024. Theo đó, người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân, khi tới viếng, người dân có thể đến viếng theo đoàn hoặc đăng ký riêng lẻ sẽ được ban tổ chức sắp xếp. Trẻ em có thể đi cùng người lớn đến viếng, đăng ký trực tiếp tại bàn đăng ký trước hội trưởng thống nhất. Người dân có thể đến viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024. Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản gửi các cơ quan trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan tổ chức doanh nghiệp về việc dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị các cơ quan địa phương chuẩn bị và thông báo đến thành viên trong đoàn thực hiện việc mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại có cài đặt VNEID, kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR khi vào khu vực tổ chức lễ tang. Lễ viếng và lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khu vực miền Nam sẽ diễn ra tại Hội trường thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1. Cụ thể, lễ viếng diễn ra từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 thứ năm và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 thứ sáu ngày 26 tháng 7. Người dân đến viếng mặc trang phục trang trọng, sậm màu nghiêm túc theo nghi thức quốc tang. Học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, công chức, người lao động mặc đồng phục theo trường, đơn vị Cá nhân không mang theo túi sách chỉ mang theo giải băng viếng tang, màu đen, chữ trắng, có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do ban tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu chuẩn bị để giảm áp lực giao thông. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đoàn thu xếp đi xe xế chung. Một đối với nam cần mặc com lê tối màu trường đoàn, áo sơ mi trắng dài tay, cà vạt màu đen, giày màu đen. Hai, nữ cần mặc bộ áo dài đen hoặc vest đen, giày màu đen. Lưu ý không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn. Người dân chỉ cần mang theo căn cước hoặc ứng dụng VNEID, không mang theo túi sách. Người dân đến viếng vào khung giờ 13 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7. Đại diện ban tổ chức hướng dẫn người dân đến viếng trình thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNEID để quét mã, sau đó sẽ được kiểm tra an ninh trước khi vào viếng. Để việc tổ chức lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trang trọng, chú đáo và thuận tiện cho các các đoàn và quần chúng nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự kiến các khung giờ viếng như sau: từ 7 giờ đến 8 giờ 30 ngày 25 tháng 7, một đoàn đại biểu Thành ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh 2. đoàn đại biểu văn phòng trung ương đảng, đoàn đại biểu văn phòng chính phủ, đoàn đại biểu văn phòng quốc hội, đoàn đại biểu bộ quốc phòng, bộ tư lệnh quân khu 579 và các binh chủng, đoàn đại biểu bộ công an phía Nam. 3. đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố, đoàn đại biểu thường trực ủy ban nhân dân thành phố, đoàn đại biểu ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, đoàn đại biểu thanh đoàn. 4. đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao 28 cơ quan. 5. đoàn đảng ủy bộ tư lệnh thành phố Công an thành phố Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố từ 8 giờ 30 đến 11 giờ ngày 25 tháng 7, một đoàn đại diện các cơ quan trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, hai đoàn đại biểu các tỉnh thành phố, ba đoàn đại biểu các cơ quan ngoại giao. Từ 13 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7, một đoàn đại biểu các ban đảng thành ủy, ủy ban kiểm tra thành ủy, văn phòng thành ủy, văn phòng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, hai đoàn quân dân chính đảng thành phố Thủ Đức và các quận huyện, các sở ban ngành đoàn thể chính trị xã hội thành phố Hồ Chí Minh, ba đoàn đại biểu các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc thành ủy, các quận đoàn, huyện đoàn, các tổ chức chính trị xã hội khác, bốn đoàn đại biểu các tỉnh thành phố, năm đoàn đại biểu các doanh nghiệp thành phố quần chúng nhân dân từ 7 giờ đến 12 giờ 30 ngày 26 tháng 7, một đoàn các đại biểu các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, đoàn đại biểu các trường trung học trên địa bàn quận 1, quận 3, 2, đoàn công an ban chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức và các quận huyện, 3, các đoàn theo đăng ký và quần chúng nhân dân. Ngoài ra trong hai ngày diễn ra quốc tang, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan đơn vị xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị, lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ có giải băng tang màu đen có kích thước bằng 1 phần 10 chiều rộng lá cờ chiều dài theo chiều dài của lá cờ băng vải đen buộc không để cờ bay và chỉ kéo cờ đến 2 phần 3 chiều cao của cột cờ, vị trí treo cờ rủ tại vị trí treo cờ hàng ngày, ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành khu vực phía Nam gửi văn bản đăng ký đoàn vào viếng hoặc trao đổi trực tiếp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước 10 giờ ngày 24 tháng 7 để ban tổ chức tang lễ bố trí lịch viếng cụ thể vào khung thời gian phù hợp. Đến viếng ở Lại Đà cần những gì? Còn đến giờ tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, người dân cùng cơ quan chức năng đã dựng dạp bố trí các khu vực cho lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mọi công tác chuẩn bị cho tang lễ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà đã hoàn tất. Người dân từ các nơi tìm về xã Đông Hội Chờ được vào viếng ông, ban tổ chức cung cấp xe điện miễn phí phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khỏe yếu đến viếng. Các tuyến đường Đông Hội, đường Đê Tả Hồng, đoạn từ cổng thôn Trung Thôn đến cổng thôn Đông Chủ, từ gầm cầu Đông Chủ đến hết thôn Đông Ngàn, cấm các phương tiện ô tô đi qua. Theo thông báo, nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, quê nhà của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sẽ là một trong ba địa điểm diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 đặc biệt nguyện vọng của gia đình xin được miễn tiền hoa quả lễ phúng viếng chấp điếu của các tổ chức cá nhân khi đến viếng trang phục khi đến viếng đối với nam mặc con lê tối màu bên trong mặc sơ mi trắng dài tay cà vạt đen giày đen đối với nữ mặc áo dài đen hoặc áo tối màu giày hoặc dép quai hậu màu đen huyện Đông Anh cũng đề nghị các đoàn thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 7, người dân có thể tới viếng thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà. Trước khi vào khu vực tổ chức lễ viếng, mọi người sẽ đi qua cổng kiểm soát an ninh. Người dân đến viếng Tổng Bí thư cần đăng ký trước và mang theo căn cước công dân. Lực lượng chức năng sắp xếp biển chỉ dẫn để tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân khi viếng Tổng Bí thư. Khắp các đường làng ngõ xóm ở thôn Đông Hội là hình ảnh những lá cờ rủ gắn băng đen được treo trước cửa mỗi nhà dân. Trong chùa Lại Đà, người dân và sư trụ trì trang trọng lập một bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ sáng sớm đã có nhiều người dân tìm đến, không ai bảo ai, mỗi người một tay cùng trang trí, bày biện khu vực bàn thờ. Ông Nguyễn Bá Kiều, 67 tuổi ở Mai Lâm Đông Anh, người từng lái xe cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông làm bí thư thành ủy Hà Nội, cùng các cựu chiến binh Trung đoàn pháo binh 54 đến làng Lại Đà, ông chia sẻ Bác Trọng luôn sống tình cảm với những đồng chí làm việc cùng mình. Tôi với bác có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau trong quá trình công tác. Sau này khi đã lên trung ương, mỗi lần về thăm bác đều ôm tôi vỗ vai gọi là chú Kiều. Rất tiếc vì hôm nay chưa thể thắp hương, ngày mai và kia tôi sẽ quay lập về lại Đà, cùng với mọi người đưa tổng bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Mai dịch. Bức ảnh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp cùng dân làng lại Đà trong các sự kiện được trưng bày phía trong nhà văn hóa, nơi đặt bàn thờ cho lễ viếng. Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí Thư là mất mát tổn thất to lớn đối với đảng và đất nước để lại sự tiếc thương vô hạn trong các tầng lớp nhân dân. Để bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, từ chiều 19 tháng 7 sau khi biết tin Tổng Bí Thư từ trần, người dân các nơi trong huyện Đông Anh đã có những việc làm cụ thể để bày tỏ sự kính trọng biết ơn và tiếc thương người lãnh đạo kiệt xuất, người con ưu tú của Đông Anh. Tại hầu hết các thôn xóm, những hoạt động như tập trung đông người tham gia thể dục thể thao cũng được người dân tự nguyện dừng lại. Các trục đường dường như cũng yên tĩnh hơn, các hộ dân tự giác không mở loa đài như trước và nhiều gia đình đã chuẩn bị cờ tổ quốc để thực hiện việc treo cờ rủ như muốn thể hiện lòng thành kính tiễn biệt Tổng Bí Thư về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ngay sau khi hai tin bác qua đời, Người dân Đông Anh đã đồng loạt thay đổi ảnh đại diện và đăng những dòng trạng thái thể hiện sự kính trọng, tiếc thương sâu sắc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người dân đã chủ động tạm hoãn lịch vui chơi giải trí của cá nhân và gia đình, rời lịch các đám cỗ đám hỷ, hoạt động tập trung đông người như một cách thể hiện lòng kính trọng, tiếc thương vô hạn dành cho người lãnh đạo xuất chúng của dân tộc. Người con ưu tú rất đỗi thân thương của nhân dân Đông Anh. Dẫu biết quy luật sinh lão bệnh tử không thể nào thay đổi thế nhưng người dân đều dưng dưng những cảm xúc thiêng liêng khó tả đại tang này buồn nhưng không hề bi lụy tất cả là niềm tự hào về vị lãnh đạo tóc bạc đã tận hiến vì đất nước đến giây phút cuối cùng